Vào một buổi sáng ẩm ướt, các nhân viên của tổ chức tín thác người vô gia cư Miami-Dade phân phát nước và đồ dùng cho những người vô gia cư. Làm việc theo nhóm nhỏ, họ mang những vật dụng cần thiết như nước và mũ đến cho những người vô gia cư, đồng thời đưa ra lời khuyên về việc tìm kiếm nơi trú ẩn và trạm làm mát. Hãy tưởng tượng, tôi cảm thấy như mình sắp chết ngạt, vậy nên tôi hiểu rằng tôi phải ra khỏi đây. Nóng không thể chịu được, thật kinh khủng, thật khủng khiếp. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, Miami đã phải hứng chịu nắng nóng kỷ lục trong nhiều ngày liên tiếp. Điều này đã làm trầm trọng thêm những thách thức mà người vô gia cư phải đối mặt. Nhiều người phải nhập viện vì nắng nóng. Ai đó phải đứng ra làm việc này. Nếu muốn chấm dứt tình trạng vô gia cư, cần có kế hoạch, cần có người lãnh đạo có năng lực và cần tiền. Kết quả khảo sát được Trung tâm Nghiên cứu Nhà ở của Đại học Harvard, Mỹ công bố ngày 25 tháng 1 cho thấy có khoảng 653.100 người vô gia cư ở các bang trên toàn nước Mỹ tính đến tháng 1 năm 2023, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 48% so với năm 2015. Đây là con số cao nhất mọi thời đại, đồng thời là mức tăng lớn nhất trong một năm kể từ khi trung tâm bắt đầu ghi nhận số liệu. Số người Mỹ lâm vào tình cảnh vô gia cư cao kỷ lục trong bối cảnh giá thuê nhà tăng vọt những năm gần đây.